À, em tên là Vũ. Em đang sống ở một thế giới không bình thường một chút nào. Cụ thể thì em sẽ giải thích cho mọi người sau. Tuy nhiên, em là một phiên bản lỗi rất khác với mọi người. Tuy nhiên, em thực sự không muốn trở thành giống như mọi người. Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra. I don't see anything. Guys, I think we should get out of here. Vũ, cả lớp chỉ còn mình em chưa đạt, sao em kém cỏi thế? Thế mà cũng phải vãi cả nước ra. Dậy nó xuống, đừng có làm như đấy.